cuộc đi săn mồi, dùng thuật ẩn mình của cá sấu để kết liễu con mồi chỉ bằng một cú táp. Mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé. Cá sấu là một trong những loài động vật nổi tiếng và đáng sợ nhất trên thế giới. Với cơ thể mạnh mẽ, bộ hàm khỏe, tốc độ và sự nhanh nhẹn, chúng trở thành một trong những loài săn mồi đỉnh cao nhất thế giới trong môi trường tự nhiên. Không giống như các loài bò sát khác, cá sấu thuộc nhóm Archosaur, một nhóm bò sát cổ đại, bao gồm cả khủng long. Mặc dù khủng long đã tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm, nhưng cá sấu vẫn tồn tại rất tốt theo thời gian, nhờ thích nghi tốt với môi trường sống. Cá sấu thuộc ngành động vật có xương sống, bò sát và lớp màng, ngày nay vẫn còn 23 loài đã được công nhận, trong đó các loài cá sấu được biết đến nhiều nhất bao gồm cá sấu sông Hằng, sông Nin, cá sấu Xiêm, cá sấu Trung Quốc. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi một lớp áo giáp biểu bì siêu cứng, giống như áo giáp bằng sắt của những vị tướng cổ đại. Chúng thích sống ở vùng nước ngọt như sông, hồ, vũng, đầm lầy. Và có cả một số loài có thể sống ở vùng nước mặn. Chúng luôn được coi là kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn nơi chúng sinh sống. Con mồi của chúng cũng rất đa dạng và phong phú, bao gồm cá, rùa, chim, ếch nhái, nhiều loài ăn cỏ và ăn thịt. Đối với những con cá sấu to lớn, con mồi của chúng thậm chí có thể là sư tử, báo đốm Mỹ và cả voi rừng châu Phi chưa trưởng thành. Cá sấu mặc dù di chuyển chậm, tuy nhiên tỷ lệ săn mồi thành công của chúng lại rất cao, đạt khoảng 75% và thường có thể bắt được cá và chim di chuyển nhanh. Điều này cho thấy cá sấu phải có phương pháp săn mồi độc đáo của riêng mình. Thông thường chúng sẽ nằm trên bờ phơi nắng, hoặc lặng lẽ nổi trên mặt nước bất động, chúng kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Nếu không nhìn kỹ có thể bạn sẽ tưởng đó là một khúc gỗ đang trôi giạt. Khi cá sấu ở dưới nước tìm thấy con mồi, chúng sẽ lặn xuống dưới mặt nước và từ từ tiếp cận con mồi. Khi tiếp cận tới cự ly phù hợp với mục tiêu dưới nước, chúng sẽ bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước và tung một đòn chí mạng tới con mồi, sau đó lăn nhanh tại chỗ, sử dụng động tác cuộn tử thần để giết chết con mồi ngay lập tức. Nếu con mồi vẫn còn hơi thở, cá sấu sẽ lôi con mồi ra chỗ nước sâu dìm chết, rồi xé xác và nuốt chửng con vật xấu số. Khi gặp con mồi lớn, cá sấu sẽ kéo con mồi vào chỗ khuất để ẩn nấp, chờ đợi cho xác con mồi bị thối rữa rồi sau đó mới ăn. Nhiều người cho rằng khi săn mồi, cá sấu ngoài việc sử dụng hàm răng sắc nhọn, chúng còn dùng đuôi để đánh con mồi. Nhưng thực tế, loài cá sấu rất ít khi sử dụng phương pháp săn mồi này bởi nó tiêu tốn nhiều năng lượng và sức lực hơn. Tuy nhiên, nếu chúng gặp những con thú lớn như sư tử và báo đốm trên bờ, cá sấu có thể tấn công bằng đuôi của chúng. So với những loài mèo lớn, cá sấu có thể là loài chậm chạp trên cạn và chúng dễ dàng bị tấn công từ bên cạnh, do đó thời điểm này đuôi sẽ trở thành vũ khí của cá sấu. Cách sống và thói quen độc đáo của cá sấu khiến cho chúng không đột nhiên tuyệt chủng như khủng long. Các nhà khoa học cũng đã kết luận một số đặc điểm của chúng khác với các loài động vật khác thông qua nghiên cứu các loài cá sấu hiện có. Ngày nay, có 13 loài cá sấu khác nhau được tìm thấy ở cả môi trường nước ngọt và nước mặn trên khắp Bắc và Nam Mỹ, châu Phi, châu Á và Úc. Bản chất lưỡng cư đã giúp chúng phát triển một số cách thích nghi, cho phép chúng tồn tại trong môi trường tự nhiên cho đến tận ngày nay. Loài bò sát này được tìm thấy trên khắp các vùng nước nhiệt đới ấm ở Nam Bán Cầu. Do không có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bên trong nên chúng phụ thuộc nhiều vào ánh nắng mặt trời để làm ấm cơ thể sau một thời gian dài ngâm mình trong nước. Cá sấu Mỹ là loài cá sấu lớn nhất ở Bắc và Nam Mỹ, được tìm thấy sống ở các sông, hồ nước ngọt, vùng nước lợ ven biển gần và trong các đầm phá từ miền Nam Florida, Trung Mỹ và các vùng phía Bắc của Nam Mỹ. Ở châu Phi, cá sấu sông Nile đã từng phổ biến ở miền Đông và miền Nam châu Phi nhưng hiện nay đã trở nên khan hiếm hơn. Chúng sống ở đầm lầy nước ngọt, sông, hồ và đầm lầy ngập mặn. Phân loài lớn nhất và phân tán rộng rãi nhất trên thế giới là cá sấu cửa sông. Loài bò sát khổng lồ đáng gờm này được tìm thấy ở các cửa sông và đầm lầy nước lợ từ vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương, xuyên qua và khắp Đông Nam Á và xuống tận Australia. Đây là loài bò sát có kích thước lớn, với lớp da và lớp vảy dày. Điều này vừa bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi tiềm tàng, vừa giúp cơ thể chúng không bị khô. Những chiếc vảy này có nhiều màu sắc từ ô liu, xanh lá cây, đến nâu, xám và đen, nhờ đó giúp cá sấu dễ ngụy trang trong nước và thảm thực vật xung quanh. Mắt và lỗ mũi của chúng nằm trên đỉnh đầu. Chúng sở hữu chiếc mõm dài và rộng, giúp chúng có thể nằm yên dưới nước và phục kích con mồi. Chiếc đôi dẹp của chúng vô cùng chắc khỏe. Bởi vì chân cá sấu không có màng nên chiếc đôi chính là mái chèo, giúp chúng dễ dàng bơi trong nước.
kích thước của chúng rất đa dạng, tùy theo loài và kích thước của chúng có sự khác biệt. Theo đó, loài cá sấu lùn có chiều dài chưa đến 2 mét, trong khi cá sấu cửa sông dài 7 mét. Chúng là loài bò sát nặng nhất thế giới với trọng lượng lên tới 1.000 kg. Tương tự như các loài bò sát khác, cá sấu không có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, mà phụ thuộc nhiều vào sức nóng của mặt trời. Vào những giờ nắng nóng ban ngày, chúng phơi nắng trên bờ sông để sưởi ấm cơ thể sau một đêm ngâm mình dưới nước để săn mồi. Các loài nhỏ hơn như cá sấu lùn cũng được biết đến là leo cây để phơi nắng. Chúng là loài động vật có tính hòa đồng cao, sống chung với nhau thành các nhóm lớn. Tuy nhiên, khi mùa giao phối bắt đầu, những con đực trở nên có tính lãnh thổ cao và bảo vệ bờ sông của chúng khỏi sự xâm nhập của các đối thủ. Để thể hiện sức mạnh của mình, chúng sẽ ngẩng cao cái đầu lớn lên không trung và gầm lên đầy oai hùng. Sau khi giao phối, con cái đẻ từ 17 trứng đến 100 tùy theo từng phân loài. Con cái sẽ đào một cái hố và lót dưới đó lá cây để giữ ấm cho ổ, sau đó đẻ trứng vào đó. Ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao, cá sấu sẽ xây dựng các ổ tổ để nuôi trứng thoát khỏi nguy cơ lũ lụt. Thời gian ấp trứng kéo dài khoảng 3 tháng. Cá sấu còn thường nở vào đầu mùa mưa để cơ thể không bị khô. Dù có vẻ ngoài đáng sợ nhưng cá sấu cái lại là những bà mẹ vô cùng chu đáo. Chúng luôn ở bên ổ trứng để bảo vệ con mình khỏi những kẻ săn mồi. Khi con non bắt đầu nở, con cái sẽ giúp chúng xuống nước bằng cách đặt chúng vào bên trong miệng. Trung bình, một con cá sấu sống trong môi trường tự nhiên sẽ có tuổi thọ từ 25 đến 75 năm. Chúng là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong môi trường tự nhiên. Thức ăn yêu thích của cá sấu con là cá, chim, bò sát, động vật giáp xác và động vật có vú nhỏ. Đối với con trưởng thành, chúng có thể bắt các con mồi lớn hơn như ngưu, ngựa vằn, trâu nước. Cá sấu thường hoạt động mạnh vào ban đêm. Chúng sẽ ẩn mình dưới nước, há miệng và chờ con mồi xuất hiện. Bộ hàm chắc khỏe cùng hàm răng sắc nhọn giúp chúng dễ dàng xé xác con mồi. Đặc biệt, đây là loài có quá trình trao đổi chất rất chậm. Chúng có thể sống đến 3 năm mà không cần ăn. Do kích thước lớn và bản tính hung dữ, cá sấu trưởng thành có rất ít kẻ săn mồi. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất của cá sấu lại chính là con người. Các hoạt động săn bắt để lấy thịt và da, đô thị hóa đã khiến môi trường sống của chúng bị tác động tiêu cực. Ngoài ra, điều này cũng tác động lên chính chuỗi thức ăn của cá sấu. Mối quan hệ giữa các thành viên trong đàn cá sấu tương đối hài hòa, ngoại trừ một số ít cá sấu nhỏ hơn sẽ trở thành thức ăn cho những con cá sấu lớn thì các thành viên khác đều có thể chung sống hòa thuận. Khi cần thiết, chúng cũng có thể hợp tác với nhau để săn con mồi lớn hơn. Cá sấu khi săn được con mồi cũng khá hào phóng, chúng có thể chia sẻ bữa ăn cho các thành viên khác trong đàn. Mối quan hệ hợp tác này giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của từng cá thể, đồng thời cũng tăng tỷ lệ sống sót của quần thể cá sấu hơn.